Trời đã sáng rồi mọi người, trời lên cao rồi. Mình sẽ câu, hồi nãy mình câu chỗ này, mình sẽ câu lại nha mọi người nha. Cá to mọi người. Đó. Thấy không? Wow, what? Wow, hu hu, tuyệt vời. Oh, mọi người nha. Chúa tay rồi. Đã rớt một con. Tôm, to tôm nha mọi người, to tôm này. Câu tôm này, đó, câu được tôm mọi người nha, con tép con tôm này, đó. Mọi người. Thôi được con tép. Con tép, con tép, con tép, con tép. Con tép, con tép to bự. 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 Con tép, con tép, con tép. Con tép pháp. Ủa, cá to đứng đâu rồi? Đây cá to nhiều lắm. Đây câu cũng được như đây mọi người. Đó. Con tép, con có cá, có con cua luôn mọi
Con tép nha mọi người. Đã ha. Sướng ha. Ô rớt rồi. Mình đi tới đây thì có người ta cũng cắm trại ngủ chỗ này mọi người. Không biết chỗ này người ta bắt con gì không biết. Tối hôm qua phí quá mọi người. Hồi nãy mình đi từ dưới kia mọi người tới đây thì rất là nhiều con ếch nó nhảy mọi người. Chắc có lẽ trong này rất là nhiều ếch luôn. Mấy chục con nó nhảy luôn mọi người ơi. Thật là phí. Hôm qua không đi soi đêm mọi người. Mình sẽ về thôi mọi người nha. Tại vì do con suối này nhỏ mọi người nên mình không câu được nhiều cá. Thì câu được như hồi nãy mình câu thôi. Mình sẽ về chòi nha mọi người nha. Đang nấu canh cá mọi người nha. Canh cá với đọt mây. Quá đây mọi người. Một người thì chưa về đang lạc đường rồi mọi người. Đói rồi. Có khi ở trên xe kia thì tí nữa về cặp quay cho mọi người xem nha. Cái trò này, cái láng này mình để vậy luôn nhé mọi người. Chim được hai con được con chim mọi người đang nướng chim sóc đây. Cơm mọi người nha. Canh cá mì tôm ăn cá đây. Cá đuôi đỏ. Cá đuôi đỏ mọi người nha. Mời tất cả mọi người ăn nha. Cá tím. Thịt chim mọi người. Cá ăn đâu hết rồi. Như đó. Chìm hết. Chìm hết. Không nổi. Ở đây. Cá đừng mới đến đường đá ha. Dạ. Cá này để chua ăn ngon lắm. Đây thì cũng được mấy con sóc mọi người nha. Đó. Khá là to. Chuyến đi kết thúc mọi người. Giờ anh em
bọn mình chuẩn bị về thôi. Ok mọi người, mình đã được về đến xe rồi nhá mọi người. Thì mình đợi thêm một người nữa, chưa thấy về mà đang đợi đây nha. Thì mình cũng xin kết thúc video này thôi. Nếu mọi người cảm thấy video của mình hay thì cho mình một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye nha mọi người. Bye.